Thông tin đáng chú ý khác, Bộ Y tế thông báo kết quả giải trình tự gen hai mẫu bệnh phẩm ở Hưng Yên cho thấy đây là biến thể B.1.1.6.7.2, tức biến thể Ấn Độ. Đây là biến thể có sự lây lan rất nhanh, nên hơn lúc nào hết mọi người dân cần thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch, các chỉ đạo của Ban chỉ đạo các cấp để ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh, tiến tới dập dịch thành công trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, qua hai trường hợp học sinh dương tính với SARS-CoV-2 ở xã Tân Châu, huyện Khoai Châu và phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào cho thấy công điện số 864 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và việc chủ động đề xuất cho học sinh nghỉ học từ ngày 4 tháng 5 của ngành giáo dục có hiệu quả rất lớn trong công tác phòng chống dịch. Những hình ảnh gây xúc động trên mạng xã hội đêm qua, hơn 46 viên và học sinh lớp 7A, trường Trung học cơ sở Tân Châu, huyện Khoái Châu phải đi cách ly tập trung sau khi một bạn trong lớp dương tính với SARS-CoV-2. Học sinh này tiếp xúc với nguồn lây từ bố vào khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 4 và vẫn đi học cho đến dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Còn em học sinh lớp 2, trường tiểu học Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào cũng có nguồn lây từ mẹ nhưng lịch sử tiếp xúc từ ngày mùng 5 tháng 5, thời điểm tỉnh Hưng Yên đã có quyết định cho học sinh nghỉ học. Chỉ cần chậm có quyết định nghỉ học 1-2 ngày, chưa biết có bao nhiêu các bạn cùng lớp, cùng trường với em sẽ trở thành các trường hợp F1. Em chỉ tiếp xúc với mẹ và gia đình ở nhà, chứ em không có tiếp xúc gần với các bạn học sinh ở trong nhà trường. Nên là các thầy, cô giáo và các bạn học sinh ở trong nhà trường cũng yên tâm. Một trường hợp tiếp xúc với nguồn lây trước thời điểm nghỉ học khiến hơn 46 viên và học sinh thành đối tượng F1. Một trường hợp tiếp xúc với nguồn lây ngay sau khi nghỉ học một ngày đã giúp cho trường học an toàn. Sự khác biệt ấy là nhờ có sự chủ động tham mưu đúng đắn kịp thời của ngành giáo dục ngay trong đêm mùng 3 tháng 5. Để sau đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành công điện số 864 cho phép học sinh Hưng Yên nghỉ học từ ngày 4 tháng 5 để phòng chống dịch. Với tư cách là phụ huynh học sinh thì tôi cảm thấy đây là một quyết định rất là đúng đắn và kịp thời, sáng suốt để đảm bảo an toàn cho các cháu. Quyết định là cho học sinh nghỉ sớm thì tôi thấy là rất là đảm bảo cái sức khỏe cho các cháu và công tác phòng dịch được đảm bảo an toàn. Đi trước một bước luôn là phương châm hành động trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Hưng Yên. Một quyết định đúng đắn, kịp thời cho học sinh nghỉ học sớm đã giúp cho không chỉ học sinh, giáo viên trường tiểu học Phùng Chí Kiên mà còn nhiều người khác may mắn không trở thành đối tượng có nguy cơ cao.